Cụ bà với chiếc áo lam rách đi chùa. Ở ngày xưa mà nhớ chùa của mình mà còn chùa tre á, dạ, là mặc cái áo tràng bị rách ở phía trước sau lưng này nè. Dạ. Nhớ không? Dạ dạ. Giờ cái áo tràng nó còn giữ không? Dạ con. Nhìn lại chặng đường đi qua cũng đã hơn 4 năm trường. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2016, chùa Phổ Lại được làm lễ đặt đá xây dựng. Mảnh đất hồi ấy còn sơ cơ thiếu thốn mọi mặt. Đạo tràng các cụ sinh hoạt tạm trong căn nhà tre thờ Phật làm nơi chánh điện. Giữa vùng đồi hoang sơ của sơn giả, kinh sách thiếu thốn, áo tràng lam không đủ để cung cấp cho đạo tràng. Mỗi người chỉ được một chiếc áo lam là mừng quý lắm. Do vậy, chiếc áo ấy được các cụ giữ gìn như một tài sản tinh thần vô giá. Lúc ấy, ít ai nghĩ rằng nơi vùng hẻo lánh cách trở xa xôi của tỉnh Thừa Thiên Huế lại tồn tại một đạo tràng mộc mạc thanh bình đến vậy. Tất cả được hòa quyện cùng nát hoang sơ của vùng đồi núi, xung quanh lại là rừng tràm cô tịch. Nơi đây, tuy vật chất thiếu thốn, nhưng đạo tràng luôn dạt dào tình cảm của đạo Pháp. Nguyện lòng thành luôn hướng về Phật, tự thân an lạc với mái am tranh, sớm hôm nghiêng mình không vững, dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua. Trong tinh thần khát ngưỡng đạo Pháp đó, có cụ bà dành hết tình cảm với chiếc áo lam rách và bạc màu sương gió, như mang một kỷ vật bên mình. Đó là cụ bà Hoàng Thị B, năm nay ngoài tuổi 90, một đạo hữu gắn bó sinh hoạt với chùa Phổ Lại tọa lạc xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay trụ trì là Đại Đức Thích Trung Hiếu. Trong những lúc khó khăn nhất, vào năm 2008, chùa Phổ Lại bắt đầu sáng lập hội viên, được khách phương xa về thăm đạo tràng và tặng một chiếc áo lam cho bà. Bà mừng lắm vì đây là chiếc áo lam đầu tiên trên hành trang hướng Phật đi chùa của bà. Bà rất trân quý chiếc áo này vì nó đã đẫm biết bao nhiêu mồ hôi kỷ niệm nắng gió với mái am tre thờ Phật. Và rồi nó cũng bạc màu theo năm tháng chờ đợi ngôi chùa hoàn thiện để che mưa nắng. Dù trải qua nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, có lần trong ngôi nhà đơn sơ của mình, chiếc áo lam ấy như đối mặt bao thử thách. Nào là mưa lũ, nào là động vật ẩm thấp, dù cẩn thận đến mấy cũng bị phá hoại bởi những chú chuột gặm nhấm làm rách chiếc áo lam của bà. Nhưng bà quyết tâm giữ lại chiếc áo này bằng đôi tay lam lũ của mình. Bà quá lại chiếc áo lam ở cái tuổi xế chiều, mắt đã lem yếu, đôi bàn tay run rẩy, nhưng bà vẫn cố gắng tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ quá lại. Bởi lẽ áo rách khéo quá hơn lành vụn mây. Bà luôn cảm thấy an lạc khi mang chiếc áo đến chùa bái sám hướng Phật mỗi ngày. Lúc ấy bao người ăn cần muốn thay cho bà chiếc áo lam mới, nhưng bà nhẹ nhàng cảm ơn. Bà chia sẻ, chiếc áo này rách nhưng lòng đạo của bà không rách. Áo này nó đã mang bao kỷ niệm hỷ lạc và bao tình cảm gắn bó của bà trong những ngày đầu về chùa Phổ Lại. Bà nói thêm vui đùa, khi nào chùa xây hoàn thành thì lúc ấy bà mới thay áo này. Nhưng đến nay chùa vẫn chưa hoàn thành thì tâm nguyện của bà vẫn còn đó bên chiếc áo lam trung kiên ngày nào bà ấp ủ với mái chùa quê. Giờ đây bà đã yếu lặn theo năm tháng, nhưng tinh thần vẫn luôn theo dõi từng ngày trong tinh hoàn thiện xây dựng ngôi chùa thân thương này. Nhưng mấy ai biết được tấm lòng của bà, chỉ có chư Phật mới cảm thấu tấm lòng của cụ bà. Vâng, đôi khi giá trị tinh thần của một người không nằm ở vật chất cao sang, cũng không nằm ở sự hào nhón bên ngoài, mà đơn giản chỉ là tấm lòng thành không phân biệt và an bình cõi lòng với ngôi chùa đơn sơ, cuộc sống bình dị, trong đó dạt dào những tâm hồn hướng về nơi cửa Phật thanh tịnh để mang lại an lạc trên lộ trình kiếp nhân sinh. Một lòng hướng Phật tiền, dù áo quá chân chuyên, mong xây chùa hoàn thiện, vui trọn áo lam hiền. Chúc nguyện an lành đến tất cả.